Tân Á xin chào, rất vui khi được gặp lại các bạn trong chuyên mục Mỗi ngày một nhà đẹp cùng kiến trúc Tân Á. Tân Á hiện tại là một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực thi công và thiết kế nhà biệt thự dân dụng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang giám sát và khảo sát trên 63 tỉnh thành. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Đàm, có địa chỉ tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh 3D căn nhà của anh. Căn nhà của anh là căn biệt thự 2 tầng có phong cách hiện đại. Tông màu chủ đạo là tông màu trắng kết hợp với màu nâu của hệ bá nhật, tạo nên cho công trình anh thêm thanh tao, trang nhã, lịch sự, năng động, gần gũi và tươi sáng hơn. Sự kết hợp hài hòa giữa tổng thể ngôi nhà, hệ thống hàng rào cũng như là cổng chính đã tạo nên cho công trình của anh thêm mới lạ và độc đáo hơn. Khi cổng chính chúng tôi thiết kế là cổng sắt phun tĩnh điện, hai cột ở bên cổng chính là cột vuông to khỏe khoắn được chúng tôi ốp giả đá rất là bắt mắt. Hệ thống hàng rào chúng tôi thiết kế xen ở giữa là hệ song sắt nhằm tạo tính thẩm mỹ và đảm bảo an toàn tổng thể công trình của gia đình anh Đàm. Di chuyển từ sân vào tiền sảnh, công trình của anh được chúng tôi thiết kế gồm có 3 bậc cấp sử dụng đá granite, giúp sạch sẽ, thông thoáng, dễ vệ sinh và không bị bám bụi. Hai cột sảnh chính thì là cột vuông to khỏe khoắn được chúng tôi ốp gạch thẻ tạo điểm nhấn cho toàn bộ sảnh chính của gia đình anh. Cửa chính chúng tôi thiết kế là cửa gỗ ốp khung, quan ốp kính, phun sơn màu đỏ, giúp bền màu theo thời gian, không bị cong vênh, mối mọt, chịu được thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam và giá thành thì rất là hợp lý khi sử dụng cho các công trình. Nhìn lên tầng 2 thì chúng ta thấy các cột chúng tôi cũng ốp gạch thẻ rất là bắt mắt. Chúng tôi cũng thiết kế thêm các hệ lam ở trên tầng 2 để giúp che nắng, che mưa và đảm bảo công trình thêm vững chắc hơn. Nhìn góc độ nào thì căn nhà của anh cũng rất là khang trang và quý phái. Khi nhìn từ bên trái sang, căn nhà của anh được chúng tôi ốp gạch thẻ dưới chân cửa sổ rất là đẹp mắt, tạo thiết kế thêm một sảnh phụ để gia đình anh có thể thuận tiện trong nhu cầu đi lại cũng như là sinh hoạt. Hệ thống cửa chính tầng 2 và cửa sổ tầng 1, tầng 2 chúng tôi thiết kế là cửa hệ nhôm kính tối màu, giúp điều hòa không khí, giảm chi phí trong quá trình xây dựng, hấp thu được đủ ánh sáng của tự nhiên và nhôm kính thì có tuổi thọ dài theo thời gian. Nhìn từ góc độ bên phải sang, căn nhà của anh cũng rất là khang trang và bắt mắt khi chân móng được chúng tôi ốp gạch tối màu để giúp cho không gian ngôi nhà luôn được thông thoáng và sạch sẽ, trong lành hơn. Xung quanh ngôi nhà chúng tôi bố trí bồn hoa cũng như là chậu cảnh để giúp gia đình anh có thể trồng những cây hoa nhỏ cũng như là cây cảnh yêu thích, giúp không gian sống xanh, trong lành và mát mẻ hơn. Đây là một góc nhìn ở phía sau căn nhà rất là bắt mắt đúng không ạ? Thiết kế ở trên cửa sổ thì chúng tôi lắp thêm những đường phao giúp che nắng che mưa cũng như là bảo cửa sổ vững chắc hơn. Trên những bức tường thì chúng tôi thiết kế những đường trì âm nhằm giảm sự đơn điệu cũng như là tạo điểm nhấn cho tổng thể toàn bộ công trình của gia đình anh. Đây là một góc nhìn vào ban đêm căn nhà của anh. Chúng tôi thiết kế thêm hệ thống đèn điện chiếu sáng trên xe lưu mái, trần nhà cũng như là cột nhà giúp chiếu sáng vào ban đêm lung linh huyền ảo rực rỡ cũng như là sang trọng và bắt mắt hơn vào ban ngày. Tiếp theo xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu kênh YouTube cũng như là website của nhà đẹp Tân Á các bạn nhé. Xin giới thiệu tới các bạn, đây là kênh YouTube của nhà đẹp Tân Á. Ở đây chúng tôi trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp, từ nhà vườn, nhà phố, nhà biệt thự, nhà cấp 4 để các bạn có sự lựa chọn cho ngôi nhà của mình phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như là nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những video quay lại quá trình xây dựng cũng là thiết kế một công trình để các bạn có cái nhìn thực tế hơn về nhà đẹp Tân Á. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh cũng như là theo dõi, ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà chúng tôi đã lên sóng các bạn nhé. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng làm việc trên một kênh website mang tên miền nhà đẹp Tân Á.vn. Ở đây chúng tôi cũng trưng bày các mẫu nhà đẹp từ miền Trung ra tới miền Bắc và cho tới vào tận miền Nam. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy đừng ngần ngại truy cập vào website nhà đẹp Tân Á.vn cũng như là kênh YouTube nhà đẹp Tân Á để lựa chọn cho mình những mẫu nhà thật là phù hợp các bạn nhé. Trước khi đến với mặt bằng kiến trúc của gia đình anh Đảng thì xin mời các bạn hãy cùng tôi chiêm ngưỡng mặt bằng nội thất 3D của gia đình anh Đảng các bạn nhé. Đây là mặt bằng kiến trúc tầng 1 của gia đình anh. Nhìn vào đây thì chúng ta thấy từ sảnh chính bước vào chúng tôi thiết kế một phòng khách có diện tích rất là rộng lớn, có bộ bàn ghế sofa cũng như là tivi để giúp gia đình anh có không gian sinh hoạt chung cũng như là tiếp đón khách được rộng rãi và thoải mái hơn. Di chuyển vào là phòng bếp cộng ăn với sự bố trí của bộ bàn ghế cũng như là bếp và tủ bếp và tủ lạnh rất là hợp lý và tinh tế. Ở tầng 1 thì chúng tôi bố trí gồm có 2 phòng ngủ, cuối nhà thì bố trí một nhà vệ sinh chung cũng như là một sân phơi để giúp gia đình anh có thể thuận tiện trong nhu cầu để đi lại cũng như là di chuyển. Trước khi đến với mặt bằng kiến trúc thì xin mời các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu mặt bằng 3D nội thất của gia đình anh Đảng các bạn nhé. Đây là mặt bằng 3D nội thất tầng 1 của gia đình anh. Từ sảnh chính bước vào chúng tôi bố trí một phòng khách rất là rộng lớn,
Ở đây chúng tôi thiết kế thêm bộ bàn ghế cũng như là kệ tivi để giúp gia đình anh có khoảng không gian sinh hoạt chung cũng là tiếp đón khách được rộng rãi và thoải mái hơn. Di chuyển vào là phòng bếp có không gian rất là rộng lớn. Tầng 1 thì chúng tôi bố trí gồm có hệ thống hai phòng ngủ, cũng như cuối nhà thì bố trí thêm một nhà vệ sinh chung cũng là một sảnh phụ để giúp gia đình anh có thể thuận tiện trong di chuyển cũng như là nhu cầu sinh hoạt cho tất cả các thành viên trong gia đình. Tiếp đến mặt bằng kiến trúc tầng 2 thì được chúng tôi bố trí như sau. Một phòng sinh hoạt chung, ở đây chúng tôi bố trí bộ bàn ghế để giúp gia đình anh có khoảng soaking, có khoảng không gian sinh hoạt chung cũng như là thư giãn vào dịp rảnh rỗi cũng như là cuối tuần. Một cửa sổ ở đây giúp cho không gian luôn được thông thoáng và sạch sẽ. Một không gian phòng thờ, ở đây thì chúng tôi cũng bố trí bàn thờ với hướng phong thủy của gia đình anh và một cửa sổ giúp cho không gian phòng thờ không quá bí, tránh ánh nắng trực tiếp cũng như là luôn được thông thoáng cũng như đây. Tầng 2 thì chúng tôi cũng bố trí gồm có hai phòng ngủ. Cuối nhà thì chúng tôi bố trí nhà vệ sinh chung cũng như là một sân phơi giúp gia đình anh có thể thuận tiện trong nhu cầu sử dụng. Các bạn thân mến, ngôi nhà không chỉ là chốn đi đi về về sau một ngày dài làm việc cũng như là học tập, mà nó còn là nơi giúp gia chủ an cư lạc nghiệp được tốt hơn. Thấu hiểu được điều đó, đội ngũ kiến trúc sư Tân Á đã luôn nỗ lực và cố gắng để thiết kế một ngôi nhà sao cho phù hợp với từng gia chủ khi đã đặt niềm tin tuyệt đối vào Tân Á. Và đây chúng tôi đã phác thảo nên mặt bằng phong thủy cho gia đình anh Đảng. Được biết anh Đảng sinh năm 1969, hướng tốt là hướng Bắc, hướng Đông, hướng Đông Nam và hướng Nam. Tiếp đến thì nhà đẹp Tân Á cũng đã phác thảo nên mặt bằng định vị khu đất của gia đình anh Đảng để các bạn có cái nhìn thật là rõ hơn. Một thiết kế rất là tinh tế và cụ thể đúng không ạ? Xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu mặt bằng kiến trúc căn nhà của anh Đảng các bạn nhé. Căn nhà của anh Đảng tọa lạc trên diện tích đất là 7,9 x 12,2 m2, một diện tích đất rất là rộng lớn. Từ sảnh chính bước vào chúng tôi bố trí phòng khách có diện tích là 21 m2. Ở đây chúng tôi bố trí bộ bàn ghế sofa cũng như là kệ tivi giúp gia đình anh có khoảng không gian sinh hoạt chung cũng như là tiếp đón khách được rộng rãi và thoải mái hơn. Di chuyển từ phòng khách vào là phòng bếp cộng ăn với diện tích là 18 m2. Rất là rộng để các thành viên trong gia đình có thể dùng bữa. Cuối nhà thì chúng tôi cũng bố trí thêm một sảnh phụ để giúp gia đình có thể thuận tiện trong nhu cầu đi lại cũng như là sinh hoạt, giúp tránh được mùi thức ăn của phòng bếp ảnh hưởng ra. Ở tầng 1 thì chúng tôi bố trí gồm có hệ thống hai phòng ngủ có diện tích lần lượt là 13,5 và 10,08 m2. Cuối nhà thì chúng tôi cũng bố trí một nhà vệ sinh ngăn cách giữa phòng tắm và phòng vệ sinh riêng. Phòng tắm có diện tích là 4,4 m2 và phòng vệ sinh có diện tích là 4,4 m2. Tiếp đến lên đến mặt bằng kiến trúc tầng 2 đã được nhà đẹp Tân Á chúng tôi thiết kế như sau. Một phòng sinh hoạt chung thì chúng tôi bố trí với diện tích là 24 m2. Ở đây chúng tôi cũng bố trí bộ bàn ghế để gia đình anh có khoảng không gian sinh hoạt chung cũng như là thư giãn, giúp cho các thành viên trong gia đình gần gũi bên nhau hơn. Một không gian phòng thờ với diện tích 7,8 m2. Bàn thờ rất hợp với hướng phong thủy của gia đình anh Đảng, kết hợp với cửa sổ giúp cho không khí, giúp cho không gian phòng thờ không quá bí, tránh ánh nắng trực tiếp chói vào và luôn được thông thoáng. Tầng 2 thì chúng tôi cũng bố trí hệ thống hai phòng ngủ có diện tích là 10,8 m2 và 10,4 m2. Cuối nhà thì chúng tôi bố trí một nhà vệ sinh chung có diện tích là 4,4 m2 và sân phơi có diện tích là 6,8 m2. Xung quanh ngôi nhà chúng tôi bố trí rất nhiều cửa sổ giúp gia đình luôn được ngôi nhà luôn được thông thoáng, sạch sẽ cũng như là giúp không gian sống của gia đình anh thêm hài hòa hơn với thiên nhiên. Các bạn vừa được tham khảo xong mẫu nhà mà nhà đẹp Tân Á đã thiết kế cho anh Đảng có địa chỉ tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Hy vọng thông qua mẫu nhà vừa rồi các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho ngôi nhà trong tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi 0944 784 333 để được tư vấn và hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng nhà đẹp Tân Á. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.